Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Clip ngày hôm nay thì mình sẽ thực hiện một cái màn, đó chính là màn tiêu diệt Sirenhead các bạn nhé. Mình sẽ chiến đấu với cả bọn quái vật đầu loa các bạn ạ. Camera đang ghi hình con quái vật đầu loa này bạn này. À, từ từ các bạn ơi, đây là một con chủng loại khác các bạn ạ. Đây đó chính là con mẹ đẻ của quỷ đầu loa, đó chính là con Megaphone. Thì là cái bộ loa của cái Megaphone này các bạn nhìn rất là to luôn, tức là siêu to khổng lồ đó các bạn ạ. Cái bộ loa này của nó ấy, thì khi mà nó phát hiện ra những con quái vật hay là phát hiện ra con người thì nó sẽ kiểu như là nó sẽ phát ra loa và nó sẽ cái loa đấy nó sẽ trở thành một cái kiểu như là cái sóng xung kích. Một là nó có thể hút mình vào và nó ăn thịt mình, hai là nó có thể đẩy mình ra xa và sóng xung kích này sẽ làm vỡ nội tạng của mình. Ui, đấy bạn thấy không? Đấy 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 đấy. Wow. Wow, nó hút mình vào rồi các bạn ạ. Mày chết. Mày ui. Chạy 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 anh em ơi, chạy. Hỏng rồi, hỏng rồi. Đi rồi, mình to rồi các bạn ạ. Mày chết này con. Mày. Mày ui. Ui shit các bạn, nó hút mình vào các bạn ạ. Ghê. Mày ra đấy, nào. Ui, mình đang dẫm trên đầu nó các bạn ạ. Holy shit các bạn. Yeah. Thì là bây giờ mình đang ở trên đầu rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ ở trên đầu thì mình sẽ bắn bọn áo rồi. Bây giờ, đúng rồi, chúng ta. Ok các bạn, rất là may luôn. Mình đang ở trên đầu nó và bây giờ nó không phát hiện ra mình nữa. Bây giờ ba con quái vật đầu loa đó chính là ba cái đứa con của con quỷ đầu loa này. À, của con quỷ mẹ đầu loa này các bạn này. Bây giờ nó không phát hiện ra mình nữa rồi, mình sẽ bắn nó nha các bạn. Ok các bạn, đây là cơ hội cho mình đây. Ôi bị ngã. Nó di chuyển các bạn ạ. Ôi lì shit. Chạy chạy anh em ơi. Wow, nó dẫm. Ai ơi, chạy chạy. Té. Phải té. Ôi. Mày chết này con. Trốn. Núp vào. Ôi ôi đi rồi, nó vẫn hút được mình vào các bạn ạ. Ôi lì shit các bạn, không chạy được các bạn ạ. Từ từ, mình phải chạy đã. Ôi. Ôi. Ui, nó bật cái loa của nó ghê quá. Cái công tắc loa của nó ấy. Không chạy được rồi anh em ạ. Phải chạy thôi, cố gắng cái. Quay mặt đi các bạn. Ui giời ơi, không kịp các bạn ạ. Vai trưởng ạ, mình đang ở trong cái hàm răng của nó này. Wow. Sợ té đá luôn các bạn. Thì bây giờ mình sẽ cố gắng mình tỉnh nó nha. Wow. Mày. Ây ôi. Hỏng rồi. Ui trời ơi, thôi đi rồi anh em ơi. Không ổn rồi. Cái này hỏng rồi anh em ạ. Mày chết. Mày. Mày chết. Mày. Ui. Mày. Yeah. Chạy anh em ơi, chạy. Từ từ các bạn, từ. Ui ôi. Đừng để cho nó hút bạn ơi. Nó mà kêu. Đây. Ai, không kịp rồi. Từ từ chạy. Ui vẫn bị hút các bạn ạ. Không chạy được luôn ấy. Từ từ chạy. Té. Rồi ok, mày quá. Ui vẫn nhìn thấy nó. Wow. Nó đi rồi anh em ơi. Nó đi rồi các bạn ạ. Mình đã an toàn nha. Được rồi các bạn. Rồi, nó đi rồi. Được rồi anh em ơi, chúng ta sẽ phải rút ra một cái khẩu súng, đó chính là khẩu tên lửa nha. Bây giờ mình sẽ sử dụng khẩu tên lửa 148 Javelin để mình tỉ nó nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ bắn. Bây giờ mình sẽ tiêu diệt những đứa con nó trước, bởi vì con Megaphone này rất là khỏe luôn. Để mà tiêu diệt nó không phải đơn giản đâu nha. Mình sẽ phải tiêu diệt những đứa con trước để cho nó kiểu như nó không còn hậu duệ đi cùng nó ấy. Mình sẽ bắn con này nha. Rồi, một quả tên lửa đã xuất kích. Hệ thống tên lửa đang ngắm trực tiếp vào đầu của con Sirenhead biến dị biến thể màu xanh. Wow, trúng nha các bạn. Con biến dị này đã bị mình bắn nó thắt trúng đầu rồi. Mình sẽ tỉn thêm một quả nữa nha. Rồi, mình sẽ cố gắng tiêu diệt con này trước, sau đó mình sẽ triệu hồi một cỗ xe tăng ra để mình tấn công nó nha. Boom, yeah. Ok, mình chắc chắn với các bạn một quả này nó sẽ chết. Một quả này thôi nó sẽ bị trầu Diêm Vương nha các bạn nhé. Nó sẽ bị đi trầu Diêm Vương nha các bạn. Wow. Chuẩn bị chưa? Wow, ok phát nổ rồi anh em. Mình tưởng con đấy không nổ nhưng cái cung nó tên lửa mình đã nổ nha. Như vậy mình đã tiêu diệt được một con rồi. Bây giờ mình sẽ từ từ. Nếu như mà mình dùng xe tăng ấy thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải đến gần nó. Bây giờ là mình nghĩ chỉ có tên lửa thôi các bạn nhé. Chỉ có tên lửa thôi các bạn ạ. Ok, bây giờ mình sẽ rút một cái khẩu tên lửa khác ra. Mình sẽ thử nghiệm những khẩu tên lửa nào để xem đấy. Nó có quả đào sẽ là quả mạnh nhất nha các bạn nhé. Đây, à không phải, đây không phải tên lửa. Đây đúng rồi, đây. Tên lửa đấy rồi. Ok. À không các bạn, đây không phải tên lửa mà đây là rocket nha các bạn nhé. Wow, rất nhiều quả rocket ở trong người con Megaphone. Các bạn để ý cái bụng của Megaphone đi. Nó là đang có phôi thai của Sirenhead. Cho nên là mình tuyệt đối không được để cho nó đẻ trứng nha các bạn nhé. Nó mà đẻ ra Sirenhead nữa thì mình không thể tiêu diệt được rất là nhiều luôn đấy. Bây giờ làm sao bây giờ nhỉ? À đúng rồi, mình có một khẩu minigun. Đây anh em.
Mình sẽ sử dụng cái khẩu minigun này để tấn công lại bọn săn hết này nha các bạn. Ok, đây. Wow, không tới các bạn ạ, mình phải đứng gần hơn. Mình phải đứng gần từ từ, mình phải móc móc bên này nhá. Nó có những cái hòn đá ấy, nó sẽ bảo vệ mình các bạn ạ. Con mê, cái này con săn hết của nốt này. Không hiểu nó có trúng đạn hay không các bạn ạ, nhưng mà nó không đau hay sao ấy. Mình sẽ đến gần hơn nha. Đây. Ui, 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 sai một lỗ phát hiện mình các bạn ạ. Ok, mình sẽ tỉn nó nha, mình sẽ tỉn nó nha các bạn, mình sẽ tỉn nó nha, từ từ, họ, đây. Wow, ghê. Nó không chết. Vãi chưởng thật, nó không chết các bạn ạ. Ok, mình sẽ sử dụng khẩu minigun khác nhá. Wow, khẩu này khá ổn đấy. Mình sẽ tiêu diệt nó cho anh em xem. Súng của mình rất nhiều đạn nha các bạn. Ôi, hết đạn rồi anh em, nạp đạn lại. Rồi, đợi mình tí mình sẽ nạp đạn lại nha. Cái súng của mình đang rất là nóng luôn đấy. Mày chết này con. Mày chết. Ủa, hết đạn rồi. À, vẫn còn. Ok chị ạ. Yeah, các bạn, như vậy là khi mà mình đã bắn hết các băng đạn này thì cuối cùng thì mình đã tiêu diệt được cái con săn hết này rồi nha. Và bây giờ mình sẽ tỉn nốt cái con săn hết này cho ạ. Từ từ. Không sao, may quá, bị kẹt ở gốc cây. Mình sẽ bắn nó. Holy shit. What the hell. Wow. May quá các bạn ơi, nó bị kẹt ở đây rồi. Nó bị kẹt rồi các anh em ạ. Bây giờ sẽ là cơ hội cho mình. Yeah. Mình sẽ bắn nó. Nó đang bị suy yếu rồi nha các bạn. Hết đạn rồi các bạn, đây mình sẽ thay đạn nha. Nó đã bị suy yếu rồi và bây giờ khi bọn săn hết bị suy yếu nó sẽ đứng. Tức là nó đứng im không phải là vì nó sắp chết, mà nào nó đứng im là để nó kiểu như nó hồi phục lại các bạn ạ. Chứ thực sự là mình tiêu diệt nó khá nhiều rồi, cho nên mình biết cái cách kiểu như cái cách mà nó sinh tồn. Không đơn giản nữa. Không đơn giản sinh tồn trong cái khu rừng này đâu các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ tỉn nó nha. Pew 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 pew. Wow, bây giờ mình sẽ đổi súng nha. Mình sẽ lấy súng này. Holy shit. Wow, và ok yeah. Như vậy là mình đã tiêu diệt được con Siren Head cuối cùng rồi. Và bây giờ chỉ còn con mẹ đẻ quỷ đấu loa thôi. Mình sẽ tỉn nốt con này nha. Ô, hỏng rồi. Đi rồi, trên đầu nó hút mình vào rồi. Cố gắng bắn nó. Ok, mình đang ở trên đầu nó. Mày. Wow, hết đạn rồi bạn ơi. Hết đạn rồi. Trời, hết đạn luôn rồi. Không ổn rồi. Lấy xuống này ra. Mày. Ui. Mày. Ai ui. Hết đạn các bạn ạ. Thay đạn. Ui, không còn đạn thay nữa rồi. Thôi xong rồi. Xong rồi anh em ơi. Xong rồi. Mày chết. Wow, nó đạp mình các bạn ạ. Mày. Nào. Ui, nó hút mình lên rồi. Nó hút mình lên rồi các bạn ơi. Ném bom. Tốt. Wow. Mình tưởng nó chết rồi cơ, nhưng không phải các bạn ạ. Nó vẫn chưa bị tiêu diệt nha. Mình bay đi chỗ khác thôi. Té nhanh. Yeah, holy shit, nó lại hút mình vào rồi. Ô, nó bỏ rồi anh em ơi, nó bỏ rồi anh em ơi. Nó bỏ rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ làm sao ta? À được rồi, khẩu thần công. Bây giờ mình sẽ sử dụng khẩu thần công để mình tỉn nó nha các bạn. Mày, mình sẽ lá pháo vào người đó. Wow! Nó không chết. Mày. Ai ơi. Mày. Con Megaphone, con quỷ đầu loa. Quỷ mẹ đầu loa. Wow, ôi, chết rồi. Wow. Oh my god các bạn. What the hell. Nó vừa mới kịp đẻ bọn Siren Head, nhưng mà cái quả cuối cùng của mình, cái quả canon này, cái quả đại pháo này của mình đã tiêu diệt cái con quái vật đầu loa này. À quên, tiêu diệt con Megaphone. Và khi mình tiêu diệt Megaphone thì lập tức những cái con Siren Head mới được sinh ra cũng đã bị tiêu diệt luôn. Bởi các bạn biết là sao không? Bởi vì là Siren Head sinh ra, nếu như mà để nó bị kiểu như là nó chạm được xuống dưới đất, nó sẽ nhận được cái sức mạnh của đất trời. Và lúc đấy ấy, thì kể cả con mẹ Megaphone nó có bị tiêu diệt thì bọn Siren Head kia nó sẽ tấn công mình. Nhưng mà rất may các bạn nhé, rất may là nó chưa kịp chạm xuống dưới đất thì mình đã tiêu diệt được con Megaphone rồi. Ok các bạn, rất may cho mình luôn các bạn thấy không?
như như lúc đầu mình nói ấy, mà nếu mà để bọn con Megaphone này nó đẻ toàn yêu con thì thực sự rất là khó khăn cho mình ngày hôm nay luôn. Rồi các bạn ơi, như vậy là ngày hôm nay thì cái thử thách tiêu diệt Sanex của mình đã thành chiến thắng các bạn nhé. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này, và hẹn gặp lại tất cả các bạn clip sau. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ và clip ủng hộ mình nha, và ấn vào quả chuông để khi mình đăng video lên thì các bạn sẽ nhận được cái thông tin video của mình nha. Quả chuông nó ở ngay bên cạnh cái nút đăng ký. Ok, bye bye, hẹn gặp lại tất cả các bạn, yêu tất cả các bạn nhé, bye bye.